6, 6.4. Chưa có quy định can thiệp. Không làm gì được. Liệt vất nhà. Cái này mà các giáo sư sở làm dùng việc đấy rồi. Dùng về giấy luôn. Bệnh nhân bị liệt dây xương bả dấu hiệu tay ở trong tường trăm ra như vậy. Tôi là người nhìn thần chân lý đây vậy. 92 cái nhà nghỉ nữa nè, quay 92 nhà nghỉ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.